Cuộc lột xác ngoạn mục nhằm đích ASEAN. Nếu tiết chế được cảm xúc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn toàn có khả năng lọt top bảng châu Á và giành vé dự giải vô địch thế giới. Dẫu vậy, để cũng là thành công, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ cảm xúc ngay sau khi trận tranh hạng 3 giữa Việt Nam và Nhật Bản kết thúc. Đến thời điểm này, thầy trò Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn chưa hết tiếc nuối sau giải vô địch châu Á. Bởi dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đội bóng hạng 8 thế giới, Nhật Bản, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có sự khởi đầu cực kỳ ấn tượng và giành chiến thắng ở set 1. Đáng tiếc, do không kiểm soát được sự hưng phấn, chúng ta nhanh chóng để thua 2 set sau đó. Thế nhưng, với tinh thần chiến đấu quả cảm, các cô gái Việt Nam vẫn kéo đối thủ tới set thứ 5 và chỉ chịu thua khi thể lực cạn kiệt. Sau set 1, tôi đã phải yêu cầu các vận động viên tiết chế lại cảm xúc. Nhật Bản là đội bóng hạng 8 thế giới nên cuộc đối đầu này không hề đơn giản chút nào. Sự nóng vội khiến chúng ta thua chung cuộc 2-3, đánh mất tấm vé dự World Cup bóng chuyền, ông Nguyễn Tuấn Kiệt chia sẻ. Dù không thể tạo nên cơn địa chấn trước Nhật Bản, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có giải đấu thành công nhất trong lịch sử. Đoàn quân của thuyền trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cuột ngã trên đài Hàn Quốc ngay trận ra quân và lấy đây làm bàn đạp tinh thần cho tấm vé vào bán kết. Lần đầu trong lịch sử, bóng chuyền nữ Việt Nam lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất châu Á. Đặc biệt, Thanh Thúy và các đồng đội là tập thể duy nhất chạm trán với 4 quốc gia hàng đầu châu Á, gồm Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là cơ hội rất tuyệt vời để tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, cũng giống như tuyển bóng đá nữ Việt Nam gặp Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha ở World Cup nữ vừa qua vậy. Thực tế, ở giải vô địch châu Á 2023 vừa kết thúc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ có thành công, mà còn có tích lũy được vô vàn bài học quý giá. Ngoài sự thăng hoa về cảm xúc dẫn đến đánh mất mình ở trận gặp Nhật Bản khi chạm trán các đối thủ mạnh như Trung Quốc hay Thái Lan, các tay đập Việt Nam cũng bị ngợp với những hàng chắn cao và rất linh hoạt nên không thể triển khai được bài tấn công. Đây cũng là lúc chúng ta nhìn ra những điểm yếu khi lối chơi chưa được hoàn thiện. Chúng ta thiếu sự tốc độ, kênh chuyển hay không có sự linh hoạt, lưới chắn và những kỹ xảo cần thiết. Điều này chắc chắn sẽ khiến đội tuyển gặp nhiều khó khăn, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nhận định. Dù chỉ ra nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện, vị thuyền trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt cũng đánh giá đội tuyển Việt Nam đã có sự tiến bộ đầy lạc quan chỉ sau vỏn vẹn 1 năm. Đây là kết quả của việc bóng chuyền nữ được tạo điều kiện tham dự gần như đầy đủ các giải đấu khu vực, châu lục và thậm chí là thế giới như FIVB Challenge Cup 2023 diễn ra ở Pháp với kinh phí rất lớn. Ngược trở lại 1 năm về trước, kể từ thời điểm giành vị trí hạng 4 tại AVC Cup 2022, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã gặt hái liên tiếp những thành quả trong năm 2023. Có thể kể đến chức vô địch giải các câu lạc bộ nữ châu Á, vô địch AVC Challenge Cup, Á quân SEA Games 32, giành quyền tham dự FIVB Challenger Cup, vô địch VTV Cup 2023, hạng tư châu Á với trận thắng gây sốc trước Hàn Quốc, thu hẹp khoảng cách trước các đối thủ mạnh như Thái Lan, Nhật Bản. Trong hầu hết các giải này, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có một bộ khung rất ổn định với những gương mặt đã khẳng định được tài năng như Thanh Thúy, Lâm Oanh, Kiều Trinh, Khánh Đang hay những gương mặt trẻ đầy triển vọng như Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Trinh, Trần Thị Bích Thủy, Vi Thị Như Quỳnh. Nhiều thời điểm, bóng chuyền nữ Việt Nam phải chia đội tuyển thành 2 đội vì dư thừa nhân sự. Đây là tín hiệu đáng mừng khi trong tay huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt luôn có nhiều sự lựa chọn, đồng thời cho thấy công tác đào tạo trẻ ở các đội bóng đang ngày một tốt hơn. Từ màn làm nóng ở các giải đấu liên tiếp trong năm 2023 tới sự chuẩn bị kỹ lưỡng về lực lượng, kỹ chiến thuật, tâm lý, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang hướng tới giải đấu được chờ đợi nhất, ASEAN 19. Tại Á vận hội, Thanh Thùy và các đồng đội cùng bảng với Nepal và Hàn Quốc. Mục tiêu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là giành top 4. Đây là nhiệm vụ không dễ dàng bởi các đội tuyển đều dồn sức cho sự kiện lớn nhất trong năm. Thế nhưng, với điểm tựa tinh thần từ giải vô địch châu Á, các cô gái Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên nhiều bất ngờ.